Chào mừng quý vị trở lại với Leiden Vlogs USA Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với Leiden Vlogs xin hãy nhấn nút subscribe hay là nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Leiden nhé. Sau đó hãy nhấn nút chuông để có thể nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Leiden có video mới. Leiden xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị thân mến, chủ đề của video ngày hôm nay, 2 tháng 9 năm 2021 sẽ là nhận tiền medical có nguy hiểm gì đến căn nhà quý vị đang sở hữu hay không? Nhiều quý vị đang sở hữu một căn nhà ở tiểu bang California và quý vị cũng đang nhận tiền medi -Cal. Lo ngại lớn nhất của quý vị là căn nhà của quý vị đang ở có thể sẽ bị medi lấy khỏi quyền sở hữu của con cái của quý vị một khi quý vị qua đời bởi vì quý vị đã nhận medi trong suốt những năm tháng vừa qua. Mặc dù Tiểu bang California là một trong những tiểu bang tự do nhất trong số 50 tiểu bang, nhưng vẫn có một số luật lệ mà quý vị cần phải lưu ý khi quý vị nhận những sự trợ giúp từ chính phủ. Trước hết, Lê Đinh xin được chia sẻ với quý vị medi là gì? Medical là tên viết tắt của chữ Medi và Cal. Hai chữ Medi khiến quý vị liên tưởng đến chữ Medicine, có nghĩa là thuốc uống hay là các dịch vụ có liên quan đến lĩnh vực y tế hoặc chăm sóc sức khỏe. Còn chữ Cal là viết tắt của chữ California. Vậy thì Medi-Cal là tên viết tắt của chương trình hỗ trợ y tế thuộc tiểu bang California. medi là phiên bản của chương trình Medicaid. Cả hai chương trình Medicaid và MediCal đều là những chương trình bảo hiểm sức khỏe dành cho những người hoặc là những gia đình có thu nhập thấp nhưng chương trình Medicaid là chương trình của liên bang, còn chương trình Medi-Cal là chương trình của tiểu bang California. Nguồn tài trợ cho chương trình Medi-Cal ở tiểu bang California đến từ chính phủ liên bang và chính phủ tiểu bang. Hiện nay, theo nhiều nguồn thống kê cho biết, khoảng 1 phần 3 dân số của tiểu bang California đang có chương trình Medi-Cal. Để đủ điều kiện tham gia vào chương trình Medi-Cal của tiểu bang California, Quý vị phải đạt một số yêu cầu về thu nhập hàng tháng và tài sản của quý vị. Nhưng ngay cả khi quý vị sở hữu một ngôi nhà đã trả hết trị giá 700.000 đô la, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện nhận chương trình Medicare. Bởi vì nếu căn nhà quý vị đang sở hữu cũng là nơi cư ngụ chính của quý vị, Medicare sẽ không yêu cầu quý vị bán nhà để trả cho các chi phí chăm sóc sức khỏe của quý vị mà chương trình Medical sẽ trả trước tất cả những hóa đơn y tế cho quý vị khi quý vị còn sống. Tuy nhiên, khi quý vị qua đời, bất kỳ những tài sản nào trong di sản của quý vị sẽ phải tuân theo yêu cầu của Medical. Điều này có nghĩa là khi quý vị nộp đơn cho chương trình Medical và quý vị khai với Medical rằng quý vị có sở hữu một căn nhà và quý vị đang ở trong căn nhà mà quý vị sở hữu, Medical vẫn không quan tâm đến giá trị của căn nhà đó quý vị vẫn đủ điều kiện để nhận chương trình Medical nếu quý vị hội đủ những điều kiện khác của Medical chẳng hạn những điều kiện về thu nhập hay là tiền quý vị có trong ngân hàng tuy Medical vẫn để cho quý vị sống trong ngôi nhà mà quý vị sở hữu cho quý vị nhận chương trình Medical và trả tất cả những chi phí về bảo hiểm sức khỏe cho quý vị khi quý vị còn sống nhưng đến khi quý vị qua đời nếu quý vị vẫn đang nhận Medicaid, Medicaid sẽ claim những tài sản đó của quý vị cho những chi phí chăm sóc sức khỏe mà Medicaid đã trả cho quý vị trong thời gian vừa qua. Và đây là những gì có thể xảy ra cho căn nhà sở hữu bởi người nhận chương trình Medicaid sau khi người đó qua đời. Trong thông tin này cho biết, theo bộ luật di chúc phần 215 quy định rằng người phụ trách di sản của người quá cố sẽ thông báo cho giám đốc dịch vụ chăm sóc sức khỏe về sự qua đời của người quá cố không muộn hơn 90 ngày sau ngày qua đời, tức là trong vòng 90 ngày sau khi người nhận chương trình Medicare qua đời, những người thân chịu trách nhiệm về tài sản của người quá cố phải thông báo cho giám đốc dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tức là director of healthcare service về sự qua đời của người này sau khi giấy chứng tử được xác nhận giấy này sẽ được gửi đến Bộ Dịch vụ Chăm sóc Sức Khỏe, tức là Department of Healthcare Services, hay được viết tắt là DHCS. Tất cả các hóa đơn y tế mà người quá cố sử dụng sau 55 tuổi được medi thanh toán sẽ được thu lại từ di sản. Tức là nếu người quá cố là 55 tuổi trở lên, thì tất cả những hóa đơn chăm sóc sức khỏe mà medi đã chi trả cho người này sau khi người này được 55 tuổi, sẽ bị Medical thu hồi lại từ di sản của người quá cố. Medical theo dõi tổng số tiền mà Medical chi trả trong suốt cuộc đời của một người tham gia vào chương trình Medical, tức là từ khi quý vị ghi danh vào chương trình Medical thì các chi phí khi quý vị đi bác sĩ, mua thuốc, nằm viện, nói chung là những chi phí về bảo hiểm sức khỏe được Medical trả cho quý vị trong suốt một cuộc đời hay còn gọi là lifetime medical đều lưu giữ lại trong hồ sơ của quý vị. Do đó, khi một người nhận medical qua đời, nếu người này có sở hữu một căn nhà, medical sẽ lấy giá trị của căn nhà đó để trừ vào các chi phí mà medical đã trả cho người này từ lúc 55 tuổi trở lên. Tuy nhiên, ở bất kỳ một độ tuổi nào và bất kỳ một hóa đơn nào được chi trả trong viện dưỡng lão sẽ bị thu hồi theo luật của Medi-Cal. Tức là nếu người quá cố có vào viện dưỡng lão, có sử dụng những dịch vụ chăm sóc từ viện dưỡng lão, thì không cần biết người quá cố đã vào viện dưỡng lão vào lúc nào, vào độ tuổi nào. Tất cả những hóa đơn về chăm sóc sức khỏe trong viện dưỡng lão mà medi đã trả cho người này đều bị medi thu hồi lại từ tài sản của người quá cố. Vậy, medi thực hiện việc thanh toán tài sản hoặc thu hồi các hóa đơn như thế nào trên thực tế việc thu hồi tài sản của medical sẽ được diễn ra sau khi người vợ hoặc chồng của người quá cố qua đời tức là nếu người nhận medical đã qua đời nhưng người này có vợ hoặc chồng còn sống trong ngôi nhà của họ thì medical sẽ không thu hồi tài sản gì cả cho đến khi người chồng hoặc vợ của người quá cố qua đời tí dụ một người nhận Medicaid qua đời và Medicaid cần phải thu hồi lại 50.000 đô la từ những hóa đơn chăm sóc sức khỏe của người này. Nhưng vì người này còn có một người chồng hoặc vợ còn sống trong căn nhà chung của họ, do đó Medicaid sẽ không thu hồi 50.000 đô la này lại cho đến khi nào người vợ hoặc người chồng còn sống của người này qua đời. Nếu có di chúc, tòa cũng sẽ không cho phép những người thừa kế nhận tài sản của họ trừ khi Bộ Dịch vụ Chăm sóc Sức Khỏe được thông báo về di chúc này. Vậy, có cách nào để giữ được nhà và không bị medi thu hồi các chi phí bảo hiểm hay không? Theo một vài nguồn tài liệu, người nhận medi cũng có thể chuyển bất kỳ tài sản được miễn nào, bao gồm cả ngôi nhà mình đang ở, mà không ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện để nhận medi Nhưng nếu quý vị quyết định làm một sự chuyển nhượng, Quý vị nên tham khảo ý kiến của một luật sư có kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch bất động sản, bởi vì việc chuyển nhượng bất động sản có thể gây ra những hậu quả về thuế mà những hậu quả này có thể tệ hơn là những quyền lợi mà quý vị có được từ việc chuyển nhượng. Theo luật của liên bang, quyền sở hữu nơi cư trú chính của quý vị, tức là quyền sở hữu căn nhà chính của quý vị, có thể được chuyển giao cho những người sau đây bất kỳ lúc nào mà không ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện medical của quý vị. Thứ nhất là chồng hoặc vợ của quý vị. Thứ hai là con trai hoặc con gái dưới 21 tuổi. Thứ ba là những người con bị mù hoặc bị tàn tật vĩnh viễn. Thứ tư, một người anh, chị, em có quyền sở hữu trong nhà và đã cư trú ở đó ít nhất một năm ngay trước khi người nhận medical vào viện dưỡng lão. Thứ năm, một người con đã sống ở đó ít nhất là 2 năm Ngay trước khi người nhận medical vào viện dưỡng lão Và người con đó cũng là người đã cung cấp những dịch vụ chăm sóc Giúp cha mẹ mình có thể sống ở nhà Đặc biệt là ngay cả khi người nhận medical đã vào viện dưỡng lão Nhưng người này có check yes vào trong đơn và Tức là vẫn có ý định sẽ trở về nhà Thì ngôi nhà sẽ tiếp tục là một tài sản được miễn trừ và có thể được chuyển nhượng. Nói tóm lại, nếu ngôi nhà chính của người nhận medi được chuyển nhượng khi người nhận medi vẫn còn sống, thì medi sẽ không claim căn nhà của người này vào những chi phí bảo hiểm sức khỏe sau khi người này qua đời. Trường hợp quý vị muốn bán nhà thì sao? medi cho biết, nếu quý vị đang nhận medi và quý vị muốn bán căn nhà mà quý vị đang ở, thì số tiền bán nhà sẽ không tính vào thu nhập của quý vị trong 6 tháng nếu quý vị dùng số tiền đó để mua một căn nhà khác. Điều này có nghĩa là nếu sau khi bán nhà được 6 tháng mà quý vị vẫn chưa dùng số tiền bán nhà để mua một căn nhà khác, medi sẽ cộng số tiền bán nhà của quý vị vào phần tài sản của quý vị đang có. Và việc này sẽ khiến cho quý vị mất tính đủ điều kiện để nhận medi -Cal. Quý vị thân mến! Và đó là những gì mà Lê Đinh muốn chia sẻ với quý vị trong video ngày hôm nay. Lê Đinh không phải là luật sư, cũng không làm việc cho chính phủ. Nên các chia sẻ trong những video của Lê Đinh chỉ là những ý kiến cá nhân, mang tính giải trí. Cho nên, nếu quý vị muốn có những ý kiến mang tính chuyên nghiệp và cụ thể, xin quý vị hãy liên lạc với các luật sư hay những người chuyên môn. Chuyên trách về luật nhà cửa, di chúc, chuyển nhượng tài sản, và Medical Planning. Còn bây giờ, Lê Đinh xin được phép tạm biệt quý vị. Lê Đinh hy vọng video này mang đến những thông tin hữu ích cho quý vị. Lê Đinh sẽ tiếp tục gửi đến quý vị thêm nhiều video với nhiều thông tin hữu ích khác. Nên nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với Lê Đinh Vlogs USA, xin quý vị hãy nhấn nút subscribe và nhấn nút chuông để nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Lê Đinh có video mới. Quý vị chỉ cần nhấn một lần nút subscribe và nút chuông mà thôi. Lê Đinh xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Trước khi tạm chia tay, Lê Đinh xin chúc quý vị và gia đình lúc nào cũng luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.